ta lối thiệt. Đánh nhau vương tóc thề, vương tóc mây. Tóc mây được rồi, cháy mây. Cháy mây, cháy mây. Lê cháy mây. Trời ơi, em cứu chị. Cứu chị thôi. Trời ơi. Mình chỉ hát nói từ được không? Cái đó. Nói đúng không? Đầu đuôi đúng không? Đúng, đúng. Dạ. Yeah. Ra, ếch, mây. Mẹ còn tắm nắng trong khu vườn nhà. 5 4 3 2 Nhớ khi xưa ta gặp nhau, người một đường kẻ trướng người sau. 4 Sao 5 anh Phương. Nhớ đành quên bao lời tha thiết mong chờ. Ok, chữ C. 5 à, có khi nào ta xa rời. Đó là câu cuối cùng. Đúng rồi, câu đầu. Nè, ta nói rồi. Em thêm cho em cho lại một lần. 5 4 3 Chờ em anh nhé. Chờ nhau mãi trên con đường dài. Giờ. Rồi, 5 4 3 2 Dù đã biết yêu người luôn trái ngang, nhưng anh vẫn yêu. Rồi, chữ Y. 5 Lời hoa em sâu mi. Ma trồng toàn những cây dễ thương. Nào là ba ngày thôi là luôn. Giết cả 3 2 Lòng. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Ờ, chữ giờ. Giờ. 5 Còn nữa rồi. 3 Người em bên mai là người đến sau. Vì mà. Vì. Loại. Loại. Dòng má là. Mà Ngân nó vẫn thua. Em đó. Không biết em. Em dạ. Ôi sao em bị bất ngờ. Em bị bất ngờ từ đây. 2 1 Dù đã biết yêu người luôn. Tôi hát rồi. Hát rồi. Rồi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Dễ sợ luôn. 5 Em á. Không, ok. Nhanh đi. Một người đi với một người. Một người đi với nụ cười hát hiu. Chữ hát. 5 4 Mỗi người tình dần chi hoài. Đó. Hôn mà xa hôn những nỗi nhớ ngút ngàn. Hôn mà xa yêu thương gửi gió bay về. Về. 5 Vì em anh sẽ ra đi để em được vui. Buồn thêm chút nữa anh cũng ngậm ngùi. Ngờ. Anh N. Ngày hôm nay tuyệt vời nhất trên đời. Vì là ngày đầu tiên mà ta có nhau rồi. R. R hả? 4 R. 2 1 Ôi rồi một hôm tôi bước đi thật xa. Tôi cố quên người ta. Nhưng hình bóng không phải mờ. M, M. 5 Mưa tháng sau. 4 Mẹ là cây nến. Mẹ là cây nến. Loại. Thôi loại với công bằng của Thiên Ngân, loại với công bằng của Thiên Ngân. Mà một mình anh lang thang trên phố nhớ mùa mưa qua. Qua. Quy. Qua. Qua. Mình chay lắm rồi. Bị gắt quá em không có nhớ được. Qua. 5 4 3 Mấy bạn không biết bài này đâu. Loại. quay Giang. Một loại. Vậy là còn hai người đúng không? Giá ngày đâu đừng nói bài của anh luôn. Nhông 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 cha làm con ngựa. Nà đã có những tình có những cái buồn. À ba thương con gì con giống mẹ, mẹ thương con gì con giống ba. Hát rồi mà. Chưa. Là bố là tao lừa, bố là xe hơi, bố là con ngựa của em chơi. À có còn chuyện việc khuyên nhỏ vậy yeah. Tao có quán quá rồi già bào vân. Và anh muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ. Đúng rồi. Nhà anh nhà em cách hai đoạn đường dài tuy xa mà gần thì gần mà xa.
tôi giết hết ca sĩ. 3 2 Xuân, Xuân ơi Xuân đã về, có một ngày xuân đến. Đêm người mùi hương, mùi hoa cứ nhà nàng. Nàng hả? Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng. Đúng, chúng ta dùng lại đây ra. Về tới đầu đúng. Làng con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng. Qua rồi ngày xưa ai đón ai đưa nắng đồ chiều mưa. Mưa mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai mưa triền miên. Mỗi năm đến hè lòng mang mạc buồn. Trời ngày qua chưa chan tình thương. Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, vũng đầu gặp nhau muôn người. Giờ dưới nước trôi qua cầu giá biển lòng ơi. Ơi hả? Nó dễ lắm. Ơi hả? Im lặng hết. Im ly. Đang đấu, tôi đang đấu mà. 5 4 3 2 1 Loại. Ôi ơi, ly mình ơi, ơi ly chàng rồi, ơi. Rồi, vậy thì làm thắng. Quen chơi. Ghê thiệt quá. Mày biết tao hết mẹ ca sĩ. Rồi, bây giờ cho anh biết là cái em mạnh nhất nữa là cái gì. Để anh chơi cho em mạnh luôn nè. Trái cây không? Em ở dưới các bạn, em biết nhiều trái cây nè. Dạ đúng rồi, trái cây em cũng biết đó. Rồi, vậy chơi trái cây nha. Dạ. Ok, chúng ta hát bài hát nào có trái cây. Quê hương là chùm khế ngọt. Giỏi, rồi, qua rồi. Số 2. Ba trồng toàn những cây dễ đúng rồi. Sợ. Mẹ trồng toàn những cây dễ thương. Cây xù xì, cây lại có gai. Nào là hoa, là bông, là trái. Năm, trái, bốn, ba, hai. Trái sầu riêng, thật là xù xì. Trái sầu riêng, nó trúng đầu là chảy máu. Là chảy máu. Trời ơi, nhắc tới vậy rồi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Rồi số 3. 5 4 3 2 1 Loại. Là vì tôi luôn có một chân đôi. 5 Vì ba mẹ tôi dạy không? Cái gì lắm. 4 Tôi chỉ ăn rau thôi. 3 Ai mua sầu riêng, oh, yeah. Ai mua sầu riêng. Em đây chỉ bán sầu riêng, em đây không bán tình duyên. Ai bún cái này nấu tiếng ngọt ngay, ai ăn được với mai chuyện tay. Em thích chuối tay chuối ta. Đó. Em thích chuối tay chuối ta. Ai muốn cho em nha. Em cam chịu chấp nhận. Đúng. Đã lâu lắm rồi không về thăm lại bến xưa. Đã lâu lắm rồi không về ghé càng ngang cầu dừa. Rồi, trái dừa. Ngày mới quen nhau hai đứa mình qua lối thề. Quen nhau vương tóc thề, vương tóc mây. Tóc mây được rồi, trái mây. Trái mây, trái mây. Trời ơi, em cứu chị. Trời ơi. Em mua rồi đó. Nhớ mùa chôm 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 hai sách hai một loại ví dụ lên má em bừng nóng đi cài bừa tí em bừng nóng đi cài bừa má em là một người nóng dân chưa có trái em là một người nóng dân năm sống trên đồng ba ba leo loại. Năm hết phép. Bốn trái, ba, trái thanh long. Hai, trái long một, trái cầu cầu được mà anh chạy xe mảng cầu. Mảng cầu chứ không có chữ cầu không phải tính. Nè lượt này không ai thắng, lượt này không ai thắng. Cái này là trái mảng cầu. Trời ơi, chị gần thắng rồi đó. Chị hát đi từng giây từng giây. Trời, chơi thời gian mà đi hỏi. Bây giờ này em giỏi gì nhất để anh ban cân đố nữa nè. Giỏi liệt kê đúng không? Dạ. Rồi giờ mình kể cái cây liệt kê nha. Kể dạ. Tên á.
trái cây có một hạt. Bắt đầu. Táo Việt Nam. Rồi, 5. Cái xoài. 5. Mận. Mận Hà Nội đó. À. Phúc Phúc. 5. 4. 3. Ba hộp. Nhưng mà một cục thì lại chỉ có một hạt. Rồi. Rồi. Rồi, tới ai? Chôm. Trái cốc, nhãn. Để nhãn. Vải. Để vải. Ngon. 5. 4. Trái à? 3. Tim. Cái gì? Loại. Rồi. Đau. Chính xác. Xoài. Xoài rồi. Xoài rồi hả? Loại. Mày Thái. Bơ. Dạ, chính xác. Ôi trời ơi. 5. Táo tàu chính xác. 5. 4. Ôi, chị vừa nghĩ ra một trái thôi, em bảo chị quên một vải. Rồi. Loại. Là em cherry. Loại rồi. Thanh trà chính xác. Cherry. Từ trà tới em á. Trái bơ. Cái bơ rồi loại. Rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Vậy. À, trái cành he. Chính xác. Ngon dữ vậy. Rồi, lên một trái cuối cùng. 5. Trái tắc. 4. Trái cổ. Thôi. Trái hồng quân. Ok, thắng. Ok, quá tuyệt vời.